cái chuyện kia nên cho mi chị đâu đấy văn hậu kìa, văn hậu đang đứng kìa. Đi đây. Kìa mi kìa, Quang Hải kìa. Đi ra đây. Quang Hải đâu? Kìa đang uống rượu kìa. Rượu ở đằng kia. Quang Hải kìa. Đâu? Tiến xuống trên dựng. Ôi trời ơi, hôm nay phát lại nhiều người xem thế. Hôm nay phát lại nhiều người xem thế. Quang Hải kìa. Đứng đây, đi vào uống rượu với này Quang Hải đi. Đâu? Đi kìa, Văn Hậu đi đây. Chú rể này. Giờ lại cứ đeo cái thế hồng luôn, đeo uống rượu mấy thằng em. Đám tấn tài cái Tiến Dũng nó hỏi ra không gì. Ôi, chủ yếu nhìn tôi quá đi. Chưa gặp không bao giờ. Coi Hải vậy. Người thật đấy. Đứng đúng em một con. Thôi. Đi lên kia đi, con Linh đi lên chơi. Cầu thủ uống rượu dưới nước. Lên đây. Đập kinh nhỉ. Thôi này. Mệt. Ngon chứ. Hậu kìa. Hậu cái đốc ác. Hậu cao à. Mới cao. Còn cái sân. Cái này mới cả nhạc to nhất thì. Và một cái cài. Ai? Tiếp rồi. Ôi, con này lộng lẫy thế. Tí ra thử kiểu á, nhớ là đừng cùng lắm thế. Chủ bé qua Văn Hậu á. Người Văn Hậu này nhiều. Kìa ông Bắc kìa. À, đâu? Bắc không? Phép thế. Chứ gì chẳng có ông Bắc. Bắc không về. Bắc để 26 ở trên Hà Nội. Đồ này nó uống rượu cho anh, cho bà con xem. Đây. Tiến Dũng cao phết nhỉ, trong bóng đá nhìn bình thường. Ơ, cái là hoa này lấy được à? À. Hả? À. Hoa này lấy được à? Ôi cái em nằm khỏi cái nhỉ? Ôi đúng rồi, đúng rồi. Anh đứng gọi vào để đồng khởi. Ok.
lên đấy đâu. Thật mai người ta mới cưới mà giờ người đi lấy hết hoa của họ. Chị luôn. À, bà không lên đấy đâu, ngại lắm. Đúng rồi, em anh. Alo, anh ơi cho em bài Ánh Mắt Của Trang Hồ Tấn Tài để ý ạ. Đi lên đây xem.
Phải không? Có phải không? Thôi nhập này lấy gì đây?
À không phải, đấy ai ấy? Ơ, con chú gì không? Được rồi, được rồi, được rồi. Xin được chưa? Anh Phạm. Chưa. Nóng lắm, chẳng có cái gì cả. Nhà đưa 10.000 cho con để con đi mua đồ ăn để ăn trước. Tí nữa, anh Đức anh ngồi đây để tí anh ấy ra chỗ Quảng Hải. Em đi ra ngoài đi, không ngủ. À, đám cưới cầu thủ Văn Hậu nha. Đây, chú rể này. Chú rể đó. Đám cưới Văn Hậu à. Đám cưới Văn Hậu à bạn ơi. À, đám cưới Đoàn Văn Hậu nha. Kìa chú rể đang uống rượu. Rồi. Đây là Quang Hải. Quang Hải kia, Hồ Tấn Tài kia. Cây meo mấy nhỉ? Kia, Hùng Dũng kia. Nhìn thấy chưa, Hồ Tấn Tài kia đây. Người đàn ông đang đi bên.
Đâu chụp ảnh ở đâu rồi? Nó tắt rồi, nó tắt rồi.
Chưa.
Hết rồi, hết rồi. Họ về vợ rồi. Nóng lắm. Cô ra xin chữ ký cho của Văn Hậu thì ra luôn đi. 5 phút nữa thôi, ký 5 phút nữa thôi. 15 phút thì chút nữa. Hoàng, hoang tàn luôn này. Dạ, yeah, có 5 phút nữa thôi. Hoa dân họ lấy hoang tàn luôn. 300 triệu tiền hoa. Đức chưa để Văn Hậu nhé từng mình. Ký đây này, ký vào đây này. Ký vào cái chỗ xanh này này. Này nó không treo tường.